Hello, welcome back to my channel. Start the game now. Slendrina, the solar. Okay. Và trong tựa game này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm tất cả là 8 quyển sách. 1 2, 3. Four. 5. và tựa game thứ hai, giờ phía 3. Let's go. The Rush. Bây giờ thì mình sẽ ra ngoài chơi. Và tiếp tục thì đó là mình sẽ phải lấy một món đồ. Cái này là gì đây? Bình ra. Ok, và tới game thứ 3, Granny chặn tên trụ. Developer. Let's go. One day. Oh my god. Rồi chúng ta lên đây nào. Let's go. Rồi vào tựa game thứ tư, Slendrina, free version. Let's go. Ok. Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả 6 món đồ. Rồi, ok. Oh my gosh. Oh man. Món đồ thứ tư. Món đồ thứ năm. Rồi tiếp tục nào. Các bạn sẽ phải đi từng căn phòng một, tìm kiếm những món đồ và tìm kiếm những chiếc chìa khóa để mở những cái cửa, và các bạn sẽ phải bẻ khóa từ cái này. Đây là phòng số 8, các bạn phải có chiếc chìa khóa số 8 thì các bạn mới mở được cánh cửa này ra. Ở đây thì các bạn có thể ấn vào đây để tìm những món đồ. Cách 11 mét. Có thể ở tầng nào đấy, quanh đây. Có gì đó. Những cánh cửa phòng đó thì chắc chắn có món đồ. Vậy thì các bạn sẽ phải tìm ở ngoài. Tìm chiếc chìa khóa xem. Oh my gosh, wow. Ông tờ bắt khó lên anh. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Một tựa game 3. Chuyển sang chapter 2 của tựa này. Đây là thứ hai. Đây là thứ ba. I got this. Đó, và khi như thế các bạn sẽ đi tìm tất cả những linh hồn đó. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game cuối cùng. Đó là Granny 3. Trong tựa game này thì Granny thì các bạn cũng không phải sợ lắm, nhưng mà sợ nhất là Grandpa. bởi vì ông ta có một khẩu súng shotgun bắn rất là xa. Nếu các bạn không có điểm lấp thì 100% các bạn sẽ bị dính đạn bởi ông ta bắn. Khoảng cách xa như thế nào mà đường thẳng thì đương nhiên là chắc chắn là trúng rồi. Mình sẽ mở đây ra xem có gì không. Không có gì trong này. Xong vào ta lại ở đây được. Không trốn được vào trong. Như thế mình sẽ vào trong và đóng cửa lại thì không phải gì. Đây thì mình lại phải đóng cửa ngoài luôn. Wow. Cứ tưởng ấn vào là vào trong luôn. Ai ngờ hóa ra không phải. Chứ đây. Ok, let's go. Bà ta lúc nào cũng thích đi đường này thật. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.